Thương lái Trung Quốc đã sang nước ta gom mua lượng lớn giun đất khô đem về chế biến. Nhu cầu sử dụng giun đất khô lên tới gần 700 tấn mỗi năm, đẩy giá mặt hàng này tại thị trường Trung Quốc vọt tăng 10 lần. Theo đó, số liệu năm 2021, hơn 57% số giun đất bán ra thị trường được sử dụng cho các nhà máy sản xuất dược phẩm, các nhà thuốc đông y nhập khoảng 28,5%, số còn lại được dùng trong lĩnh vực xuất khẩu và thực phẩm chức năng. Đây cũng là một phần nguyên nhân các thương lái sang Việt Nam gom mua giun đất sấy khô với số lượng lớn. Kéo theo tại nhiều địa phương ở nước ta, kích điện bắt giun đất diễn ra rầm rộ và trở thành vấn nạn thời gian gần đây, khiến các nhà vườn bất an phải cầu cứu chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan vào cuộc. Giun đất tươi bắt về được bán với giá từ 50.000 đến 80.000 đồng 1 kg. Một đêm đi kích giun đất bán cho các lò sấy có thể kiếm được hàng triệu đồng. Do đó, nhiều người bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng địa phương vẫn đổ xô đi kích điện tận diệt giun đất, làm hư hại đất. Một chủ lò sấy tên ở Hòa Bình chia sẻ, trung bình mỗi lò sấy được khoảng 3 đến 4 tạ giun đất tươi mỗi ngày, thậm chí có lò sấy được khoảng 1 tấn giun tươi. Quý vị và các bạn, nếu có mặt tại huyện Cao Phong thời điểm này thì hầu hết các khu vườn cam của người dân đều cửa đóng, then cài, hết sức chắc chắn. Thậm chí có những hàng rào B40 còn được nối với điện để tránh những kẻ xâm nhập và kích giun. Và bên cạnh đó thì có những cái vườn đã dựng lên cả những cái tấm biển cảnh báo như thế này cùng với cái khoản tiền thưởng khi mà bắt được những kẻ kích giun. Trong khi các cơ quan chức năng chưa đưa ra được một biện pháp răn đe đủ cứng rắn để những cái đối tượng này dừng lại việc kích giun, thì người dân của Cao Phong không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra những cái biện pháp để tự bảo vệ mình, mặc dù họ cũng hiểu rằng đây là cái biện pháp mà chưa chắc đã có thể ngăn chặn hoàn toàn nạn kích giun tại địa phương mình. Tấm biển này đã được gia đình chị Vũ Thị Hạnh dựng lên từ một tuần nay để bảo vệ vườn cam 1,8 hectare của gia đình. Ngay sau khi chị nghe tin hàng chục vườn cam trong huyện Cao Phong bị đột nhập để kích giun trộm. Bắt đầu lạm kích giun quá nhiều lên, tôi phải làm cái biển này để coi như là cảnh báo cho cái bọn coi như là chuyên đi kích trộm giun, coi như là lúc nào cũng có người coi như là trông nom. Nếu như trước đây các vườn cam chỉ đến mùa thu quả mới phải cửa đóng, then cài, thì thời điểm này chị Hạnh phải khóa cửa 24/7 và túc trực cả ngày lẫn đêm để trông vườn. Tuy vậy, các biện pháp này dường như vẫn vô hiệu khi chị thấy vườn cam của gia đình vào hai đêm trước có dấu hiệu bị kích giun. Đấy, nó cứ chỗ nào là kích giun là coi như là trắng hết cả đất ra, không còn tí cỏ là mọc được bên này. Cái vết trèo đào vào, đấy cái cỏ nào còn sống thì nó giảm xuống nốt chân lạ. Mà giun thì chết, coi như là giải trên mặt đất. Tôi vào thấy ruồi nó bay vù như là đau ấy. Thế tôi mới cứ suy nghĩ bảo không biết hay là nắng quá. Thế nhưng mà nắng thì 30 năm nay tôi làm cam rồi chưa bao giờ thấy cái cỏ chết như thế này. Mà rùa cái giun cũng không thể chết như thế này được. Từ hơn một tháng trở lại đây, tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình liên tục phát hiện các vụ việc sử dụng kích điện để bắt trộm giun bán cho các cơ sở sấy giun trên địa bàn các huyện lân cận. Các đối tượng thường nhắm vào các vườn cam vì những vườn này có đất tơi xốp, nhiều giun. Các đối tượng sẽ sử dụng bộ kích giun để nối xuống đất. Nguồn điện hơn 4.000 V sẽ khiến giun bị chết, bò lên mặt đất. Việc này không chỉ hủy diệt đất trồng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới các vườn cam đang trong giai đoạn mang quả. Nguồn điện đến là 4.000 đến 5.000 V. Và khi mà người ta đã kích xuống đất thì toàn bộ giun và các ấu trùng giun to giun nhỏ sẽ bị chết và nổi lên trên mặt đất. Chưa dừng lại đấy thì nó còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hệ vi sinh vật ở trong đất, tức là các hệ vi sinh vật có lợi ở trong đất sẽ bị tiêu diệt, và đồng thời là những cái rễ tơ, những rễ tôm mà bây giờ là bộ rễ của nó đang phát triển lên ấy, thì sẽ bị cháy. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của lực lượng công an, huyện Cao Phong đã bắt quả tang và thu giữ tang vật của nhiều vụ kích trộm giun. Lo lắng, bất an, hàng chục chủ vườn cam đã viết đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong và Công an huyện Cao Phong mong mỏi cơ quan chức năng sớm đưa ra các biện pháp cứng rắn ngăn chặn tình trạng kích giun, phá hại vườn cây.
nó kích run coi chết trên mặt. Chết trên mặt mà cỏ cũng bị héo. Mình cảm giác như là cái dao nó khứa tính vào tim của mình, tại vì mình dồn rất nhiều công sức. Lúc nào cũng ở trong tình trạng lo lắng và kiểu mất ăn mất ngủ, cuộc sống đang bị đảo lộn rất là nghiêm trọng. Lo lắng, bất an, đó là tâm trạng chung của những người trồng cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình trong suốt hơn một tháng qua, kể từ khi xuất hiện hàng loạt vụ đột nhập vườn để kích trộm giun. Đây là dấu vết còn lại sau vụ trèo rào vào vườn cam của gia đình chị Hà Thị Nhung. Theo người dân địa phương, các đối tượng kích trộm giun thường chọn những vườn cam có hai đường vào để dễ tẩu thoát. Các đối tượng dí giun thường đi 2-3 người và thường khi mà bị phát hiện thì người ta chạy và bỏ lại cái đồ giun, tức là dí giun có khoảng 7-80 cân giun và cái bộ kích điện để dí giun thì người ta bỏ lại để người ta chạy để cho nó dễ thoát, có vườn để dí đến 1.5 tạ giun một đêm. Những hàng rào bằng cột bê tông và vườn rào cây không đủ sức ngăn trộm. Nhiều gia đình đã dựng hàng rào bằng lưới B40, nối điện và kèm theo biển cảnh báo nguy hiểm như thế này để răn đe. Với gia đình chị Vũ Thị Hạnh, ngoài việc rào khóa và cử người canh vườn 24/7, chị còn đặt thêm tấm biển thưởng 2 triệu cho người bắt được trộm kích giun để thêm phần yên tâm. Trộm thì nó rình chúng tôi chứ chúng tôi cũng không biết là lúc nào nó vào. Đấy, thì bây giờ coi như là chúng tôi cũng chỉ biết là trông vườn thôi, chứ còn cũng không biết là trộm cắp nó vào cái lúc nào. Có nhiều đơn thư phản ánh đến các cấp các ngành là về vấn đề là tình trạng là người dân ở các địa bàn khác, nhất là các huyện xung quanh và các tỉnh xung quanh Hòa Bình đến và có sử dụng xung kích điện kích giun tại các hộ, tại các vườn, khu vườn trồng cây nông nghiệp, cùng với đó là các đồi núi đá. Các vườn cam hiện đang trong giai đoạn mang quả nên được người dân chăm sóc kỹ lưỡng, đất đai tơi xốp, nhiều giun chính là địa điểm mà các đối tượng nhắm tới. Sau mỗi tối kích giun, các đối tượng có thể thu được vài chục kg giun, bán với giá từ 40.000 tới 70.000 đồng 1 kg cho các lò sấy, bỏ túi hàng triệu đồng. Món lợi lớn này đã khiến nhiều người thực hiện hành vi kích trộm giun. Còn người trồng cam đứng ngồi không yên khi các vườn cây chỉ có vài tháng nữa sẽ được thu quả, đứng trước nguy cơ bị thiệt hại. Đây là khu vườn trồng cam hơn 4.000 m² của gia đình chị Hà Thị Nhung. Sau khi kiểm tra vườn, chị Nhung nhận thấy các dấu vết của việc kích giun. Dưới mỗi bầu cây xuất hiện các lỗ của thanh trích điện và cỏ bị héo lá do tác động của dòng điện hơn 4.000 V nối xuống. Vườn cam đến giai đoạn này chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng. Việc kích giun không chỉ làm đất đai giảm độ tơi xốp mà còn làm chết các rễ tơ. Nhiều cây cam trong vườn của chị Nhung đã có dấu hiệu vàng lá, héo lá. Cây cam mà sinh sống tốt nhờ bộ rễ tơ và nó hoạt động ở mặt đất cách mặt đất 20 cm, nhưng mà khi bị nguồn điện dí giun dí vào mặt đất thì rễ tơ bị teo đi và chết, cho nên là cây cam sẽ có hiện tượng là thối rễ và vàng lá bên trên, là cây lá nó cứ rù vàng như thế này, nên là người dân rất vất vả để phục hồi. Hiện cam đang ở giai đoạn mang quả và vào đường nên các vườn được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Khi bị kích giun, độ tơi xốp trong đất giảm, độ ngọt trong quả cũng sẽ giảm theo. Nhiều người còn lo ngại quả có thể bị đắng hoặc cây có thể bị chết. Cứ tình trạng dí giun như này là cuối năm là quả cam nó sẽ bị beo hết. Beo của cam canh, tức là vị nó không còn vị ngọt nữa. Quả nó ăn nhạt, không thương lái nào mua, gia đình chúng tôi rất là lo lắng và cũng đang trên bờ là sẽ bị lỗ nặng. Mình cảm giác như là cái dao nó khứa tính vào tim của mình, tại vì mình dồn rất nhiều công sức. Thì bây giờ cái 128 này của tôi coi như là tôi đầu tư vào là ngót nghét 4 tỷ rồi. Mà nhà nước mà không có một cái tài chế nào mà xử phạt những cái người mà phá hại của chúng tôi như thế này thì là chúng tôi coi như là chúng tôi không biết làm thế nào, không biết coi như là kêu đất, không biết là biết làm thế nào nữa. Là chúng tôi bây giờ tâm huyết rồi, là tiền nong của cải nó đổ hết vào cái vườn này rồi. Đấy mà bây giờ nếu mà vườn cam chết thì chúng tôi cũng không biết sống bằng cách gì nữa.
Đấy, thế nhưng mà tôi đang lo là sau trận mưa tới đây nữa là họ và lại vào kích tiếp thì coi như là hỏng cái vườn cam. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định 2078 phê duyệt đề án tái canh cây có múi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, trước hiện trạng các vườn cam bị ảnh hưởng do nạn kích run, nhiều nông dân lo ngại nếu tiếp tục thất thu, họ khó có khả năng để tái đầu tư vào loài cây mang thương hiệu của Cao Phong. Cái cổng ở chỗ khu cam nhà mình là bây giờ vẫn đang buổi tối là mình rào lại anh? Thực ra bọn anh thì lúc nào cũng trực gần như 24/24. Vâng. Đây là những run thì bây giờ là người ta đánh công khai. Thay vì hỏi thăm vườn cây năm nay sai trái hay không, thì câu chuyện của những người trồng cam ở Cao Phong thời điểm này lại là hỏi thăm tình hình canh những kẻ kích trộm run. Vườn cam hơn 1 hectare này cũng được anh Tuân trang bị 10 camera, độ phân giải cao để tiện theo dõi khi có người xâm nhập. Hiện tại thì đây là một biện pháp mà chúng tôi tự phải bảo vệ chúng tôi thôi. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng nhau để có thể là bảo vệ các cái vườn cam mà đang trồng tại cái địa bàn đây. Thì chúng tôi cũng có những cái chốt và những lập các cái tổ đội chốt và các cái cánh cổng rào chắn từ xa để trong cái tổ đội đó thì phân chia những cái công việc quản lý theo từng ngày, từng đêm để làm sao mà quản lý được cái vườn cam và bảo vệ được thành quả của mình. Những vườn cam trong giai đoạn này đang mang quả và vào đường. Hàng trăm triệu đồng tiền vốn đã được đầu tư vào đây. Khi bị kích run, đất đai mất độ màu, khiến trái cam có thể giảm độ ngọt và nguy hiểm hơn là chết cây. Để bảo vệ sản xuất, những chủ vườn cam như anh Nguyễn Anh Tuân chỉ còn cách khóa vườn và tuần tra suốt ngày đêm. Ban ngày thì tôi làm vườn rất là sớm. Vì thời tiết giai đoạn này rất là nắng, thì từ 5 giờ đã phải bắt đầu đi làm rồi. Và khi nắng quá thì bắt đầu nghỉ thì, nhưng mà buổi ban đêm ấy, thì mình trông vườn đến tận 4 rưỡi sáng. Nghĩa là cuộc sống đang bị đảo lộn rất là nghiêm trọng. Là tôi cũng mất ăn mất ngủ. Buổi đêm thì mẹ con thì thay ca nhau. Đấy, cứ mỗi người vài tiếng ngủ và vài người thì thức, người thì ngủ. Đấy là rình ngồi ở gốc cam, coi như là rình cả đêm luôn. Chỉ trong tháng 7 tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã bắt được hàng chục vụ kích trộm run tại các vườn cây ăn quả. Thời điểm xảy ra các vụ trộm run thường là sau trận mưa lớn và vào ban đêm. Chính vì thế công tác tuần tra giám sát của cả người dân và lực lượng an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Người dân đi kích run ấy, thì hầu như là toàn vào ban đêm, mà tận đêm muộn cơ, mà kích run đến tận sáng hôm sau mới về. Và trong khi đó là lực lượng công an xã thì bây giờ hiện tại là cán bộ chiến sĩ là quân số là rất là mỏng, nên là để mà mật phục hết ý, để mà xử lý thì để mà thu giữ thì nó rất là khó khăn. Theo lực lượng công an địa phương, run sau khi được đào trộm sẽ được người dân bán cho các thương lái hoặc các lò sấy trên địa bàn các huyện lân cận. Giá bán run sấy ở mức từ 40.000 đến 70.000 đồng một kg. Một đêm những kẻ đào trộm có thể thu lời hàng triệu đồng. Đây là biên bản của các vụ thu giữ tang vật sau các vụ bắt quả tang kích trộm run của công an xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Còn đây là 15 bộ kích điện để bắt run được công an xã Thu Phong thu giữ, gồm các tang vật của các vụ bắt quả tang và do các đối tượng sau khi được vận động tự giác giao nộp. Trong từ đầu năm đến giờ thì công an xã cũng đã tiến hành thu giữ, phát hiện và thu giữ khá là nhiều các công cụ phương tiện, và cùng với đó là cũng đã giáo dục bà con nhân dân trên địa, thứ nhất là tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn là không thực hiện việc đánh bắt giun trái phép nữa. Cái thứ hai nữa là cùng với đó là phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể là xử lý số đối tượng là người địa phương khác đến đây để thực hiện việc kích giun. Tuy nhiên tất cả các vụ việc này chỉ dừng lại ở việc thu giữ tang vật. Kích giun hiện chưa có trong văn bản quy phạm pháp luật nào, cho nên cơ quan công an chỉ tiến hành nhắc nhở chứ không thể xử phạt hay bắt giữ các đối tượng vi phạm. Điều này khiến nhiều đối tượng tiếp tục tái phạm và việc ngăn chặn tình trạng kích trộm giun gặp nhiều khó khăn. Cơ chế bây giờ mình không có, thế là không có để xử lý. Cái gần nhất là để cho anh em xử lý được ấy, cái mà tiếp cận nhất để xử lý cái hành
tình trạng kích run ấy chỉ có vấn đề là hủy hoại môi trường thôi. Nhưng mà hủy hoại môi trường trong luật bảo vệ môi trường ấy thì giun nó lại là một loại động vật khác, không giống như cá với cả các loại sinh vật vi sinh khác. Thì hiện tại là chỉ có cái cuối cùng là chỉ có lập biên bản, thứ nhất là lập biên bản, cái thứ hai là cả có làm bản cam kết để không tránh cái tình trạng xảy ra tiếp theo nữa thôi, chứ chưa có tình trạng chưa có cái chế tài nào khác cả. Cũng theo công an xã Thu Phong, mỗi bộ kích điện này có giá từ 4 tới 7 triệu đồng, được các thương lái thu mua giun cung cấp cho người dân. Nhiều bộ kích giun còn được trang bị điều khiển từ xa, giúp các đối tượng dễ dàng chạy trốn nếu bị phát hiện. Trước hết cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn với VTC16 ngày hôm nay. Thưa ông có thể cho biết cụ thể hơn là tình trạng kích giun bằng xung điện xảy ra trên địa bàn của xã Thu Phong, huyện Cao Phong của mình đã xảy ra từ khoảng thời gian nào và nó gây ra những cái hậu quả như thế nào với sản xuất nông nghiệp của địa phương? Từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì địa bàn huyện nói chung và đặc biệt xã Thu Phong chúng tôi nói riêng thì đã xuất hiện nhiều những các thành phần đối tượng ngoài địa bàn và trong địa bàn sử dụng máy kích điện để kích giun, đánh bắt giun để bán lấy tiền. Thế thì với cái độ chỉ đạo của địa phương thì sau khi mà tình hình nó phức tạp thì văn xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là công an xã xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công cho các ban ngành xuống các dân cư để tuyên truyền cho mọi người dân về cái việc tác hại của việc kích giun đất, ảnh hưởng đến việc tơi xốp của đất cũng như là ảnh hưởng hoa màu tài sản trên đất của bà con nhân dân. Thì trong những tháng đầu năm vừa qua thì ra quân xã phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã thì đã đi tuần tra và thu giữ 15 cái máy kích giun, chủ yếu cái đối tượng là ở ngoài địa bàn chiếm trên 90%, còn lại một số địa bàn trong xã thì cũng đã bắt và giao cho các trưởng xóm dân cư. Như ông có trao đổi thì rõ ràng là cái việc kích giun này đã gây những tác động nhất định tới môi trường và sản xuất nông nghiệp của bà con. Tuy nhiên bên cạnh cái việc đưa ra những cái tác hại về kinh tế thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới những cái an ninh, tình hình an ninh trật tự và sự ổn định trong xã hội tại địa phương của mình ạ? Thứ nhất ý là đối với các đối tượng kích giun đất thì theo như tôi đánh giá thì chỉ để hám lợi ban đầu, chỉ về đồng tiền trước mắt chứ không nghĩ đến chuyện lâu dài về tài nguyên đất. Chính vì vậy là đối với cái việc kích giun đất thì nó ảnh hưởng liên quan đến an ninh trật tự của khu dân cư. Cái thứ hai nữa là cũng như tôi nói là nó ảnh hưởng đến cái hoa màu tài sản trên đất. Thế cho nên là nó ảnh hưởng đến sự thu nhập của bà con nhân dân. Đặc biệt hơn nữa là tôi rất lo ngại cái việc mà các đối tượng mà khi hám lợi rồi mà khi mà cơ quan tuần tra đi phát hiện có thể chúng chống lại, có thể ra có thể gây ra án mạng, cái việc mà chúng tôi chống đối lại lực lượng chức năng. Cho nên cái này là chúng tôi thiết tha đề nghị là các bộ ngành, các cấp các ngành sớm đưa cái luật kích giun đất để chúng tôi áp dụng để xử lý triệt để. Vậy thì cái việc mà quản lý, giám sát cũng như là phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm trên địa bàn Ủy ban Nhân dân xã thì đang gặp phải những cái khó khăn ra sao? Về cái việc khó khăn trong cái công tác chỉ đạo thực hiện thì đối với địa phương cũng như trên toàn huyện, toàn tỉnh thôi thì cái việc cung đất chưa có chế tài cụ thể để mà xử lý. Phần đa số là anh em công an xã và quân sự xã đi tuần tra bắt giữ là phải lập biên bản để đối tượng giao nộp lại cái công cụ để dùng để kích giun cho công an xã và lưu tại kho của công an xã để báo cáo các cấp lãnh đạo để xin ý kiến để xử lý cái máy đó theo quy định để tiêu hủy. Một cái đáng ngại nữa là cái tài sản trên đất hiện nay một số vườn có dấu hiệu là vàng lá xoăn búp ổ cây. Thế nên riêng về cái này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt là sau dịch bệnh COVID-19 thì nhân dân đã phải gồng mình chống dịch. Thì mới năm ngôi ngoài về đây thì dịch COVID tạm ổn định thì tập trung vào phát triển kinh tế thì lại xảy ra tình trạng kích giun đất ảnh hưởng đến tài sản hoa màu nhân dân. Và hiện tại bây giờ là chưa có một cái chế tài cụ thể nào để cho địa phương cũng như là lực lượng công an áp dụng để mà xử lý mạnh tay đối với các trường hợp này. Chính vì vậy là địa phương đề nghị các cấp các ngành bộ ban ngành trung ương đến địa phương là mau chóng là phải có cái chế tài cụ thể để cho các cơ sở ở Ủy ban nhân dân các xã cũng như lực lượng công an để có cái răn đe nó mạnh tay hơn để cho giảm thiểu cái việc kích giun đất để phá hoại. Một lần nữa cảm ơn ông với cuộc trao đổi ngày hôm nay.